đó, cho nên mọi người để mà kiểm tra được nguồn nước của mình đang sử dụng như thế nào thì mọi người nên mua một bộ này về để kiểm tra xem. Hello mọi người nha, hôm nay mình sẽ cho mọi người xem một cái bộ kiểm tra nước đơn giản thôi ha. Mình sẽ kiểm tra nước cái độ pH của nước và cái độ dơ của nước như nào ha. Thì mình sử dụng máy này là máy điện phân. Đó, máy này là máy điện phân ha. Bây giờ ở đây mình sẽ có hai nguồn nước. Thứ nhất á, ly này là nước từ giếng khoan ha. Cái này, còn cái ly thứ hai. Ly này là ly từ nước lọc. Nước lọc tức là nước bình 20 lít á, mình mua về là mình hay uống trực tiếp á. Thì trước tiên á, thì mình sẽ thử cái vết này. Cái này trên thị trường người bán quá trời ha, rất là rẻ. Bên mình cũng cung cấp một nguyên bộ cả hai cây này luôn ha. Thì đầu tiên mình sẽ mở máy lên ha, để qua chế độ VM. Thì cái dầu VM này này, khi mà mình đưa vào cái nguồn ly nước của mình, đây nó hiển thị của nó là 16 VM ha, 16 nha mọi người. Đây mọi người xem, nó là 16. Thì cái nồng độ này là nồng độ cho phép uống và sử dụng trong việc nấu ăn ha. Nếu mà cái VM này càng cao thì nước càng ô nhiễm càng lớn. Nếu mà nước để sử dụng ăn uống thì dưới 20 là ok, nhưng mọi người trên 20 thì mọi người nên xử lý ha. Còn đây là nước giếng khoan, nó lên tới 171 ha. Nước này thì ô nhiễm nặng rồi, mọi người có nấu ăn nấu rồi gì cũng rất là hay. Nó là như vậy, mình sẽ rải cho nó, rải cho nó sạch nước ở trong trong này đi, rồi mình sẽ đo lại một lần nữa ha. Đây nó lên 17 18 ha. Rồi, ok, như vậy là nước này để uống trực tiếp á, thì nó dưới 10, từ 10 tới 12 thì uống là ok hơn ha. Nếu mà qua máy lọc, ở đây mình chưa có cái lọc RO, mình sẽ lấy cái nguồn nước lọc RO sau, mình sẽ kiểm test sau cho mọi người. Còn ở đây là giếng khoan ha, 172 ha, 172 nó tức là nguồn nước này ô nhiễm nặng cũng được nhưng mà không phải là nặng đâu. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái máy điện phân xem thử nó sẽ điện phân ra thì nguồn nước nó sẽ như thế nào nha mọi người. Khi mọi người xem sau khi điện phân rồi thì mọi người sẽ biết cái nguồn nước của mình sẽ như thế nào. Đây đây là cái máy điện phân do bên mình cung cấp ha. Cái này để mọi người, cho những anh em nào đi lắp lọc nước á, hay là khách hàng cần đi kiểm tra nước rồi cho khách hàng nào có cực âm cực dương nha mọi người. À, mọi người nhớ ý thì có thân nhẹ thân nặng vậy á, hoặc là thân vít lớn thân vít nhỏ, mọi người mua về thì bạn vào cái nào được nữa được ha. Khi mà mọi người sử dụng cái này á thì mọi người sẽ kiểm tra nguồn nước rất là ok, nó có thể cho mọi người biết được là đây ok nếu như thế nào. Sau khi xử lý khoảng chừng 5 tới 10 phút á, em mình sẽ để vào. À, mình để một bên vào hai cọc như vậy, nhưng phải ok nha. Mình sẽ mở nước, mở cả mình mở để mình cắm điện vào thôi. Thì xem được cái nguồn nước sau khi mà mình sử dụng cái máy điện phân này để phân tích rồi thì nó sẽ như thế nào. À, cắm vào và mở lên, rồi đèn báo hiệu đỏ ha, nó chuẩn bị sôi. Này cái điện phân này nước nào mà cái pm càng cao nha thì nó sôi càng mạnh. Đó, nước bắt đầu đổi màu nha mọi người. À, rất là nhanh, nước mà ô nhiễm là rất là nhanh. Đây cái ly này là ly nước, này là ly nước giếng nha, nước giếng khoan nha, bơm từ dưới đất lên luôn. Còn cái bình này là bình nước lọc, uống trực tiếp hàng ngày đó ha.
quá ghê. Bây giờ nhìn nó, cái này, cái máy này á và cái vít này á thì mọi người mua về mọi người biết sao không? Thứ nhất á, là những người mà hay đi lắp lọc á thì sẽ kiểm tra test nước cho người ta để biết nguồn nước như nào để nói nhà biết xử lý. Cái thứ hai nữa là khách hàng mua về nó rẻ lắm, còn mấy trăm ngàn thôi. À, nhưng mà chắc chắn mình sẽ biết được nguồn nước của mình lọc như nào, tốt như nào hay không tốt như nào ha. Em bên này cũng chuẩn bị đổi màu ha. Cái điện phân này nó sẽ phân tích cái nước chất dơ như thế nào rất là nhiều á. Cái nước lọc này không phải là nó sẽ đạt hết được đâu. Nếu mà đạt hết nước để một nước tinh khiết nữa thì cái pm này về khoảng 5 tới 10 thôi ha. Đây nó đổi màu quá ghê, đổi phèn. Mình à, phèn này. Chất dơ này nó sẽ tích tụ lại ha. Ở dưới này bắt đầu nó chất này, màu đen này, màu đen này là bùn nha mọi người. Nó kết tủa thành nước, nó sẽ chia tầng ra như vậy ha. Rồi, ok. Wow. Nó cái này nó nóng ha, nó nóng nhưng mà người sau khi xài nó sẽ vậy. Để cho nó nguội đi. Đó. Thấy không? Đây là hai nguồn nước mà mọi người sử dụng. Bây giờ mình sẽ nước lọc thì nó đạt hơn, nó không có bị nhiễm, nó chỉ vì là do xử lý cho xử lý không hết chất sắt thôi. Đây. Nếu mình để nữa thì nó sẽ còn nửa vàng nữa, nhưng mà vàng hết ly thôi ha, chứ nó không thể nào mà vàng tới lúc đen đâu. Một ly này. Rất là gì? Rất là nha, gọi là quá ghê. Đó, cho nên mọi người để mà kiểm tra được nguồn nước của mình đang sử dụng như thế nào thì mọi người nên mua một bộ này về để kiểm tra xem thử cái máy lọc nước của mình này, bao lâu là thay này, rồi quả xài nước đạt hay chưa này, nhà mình xài lọc 9 lọ hay là 6 lọ hay là 5 lọ gì đó hay 7 lọ gì đó, nó là đạt nước chưa ha. Còn cái nước giếng nó như vậy thì mình qua xử lý qua lọc rồi thì nó có đỡ hay không ha. Đó, cho nên mọi người cứ chú ý vào cái nguồn nước á, quan trọng nhất là cái này ha nha mọi người. Ok, bên mình cung cấp và bán hai thiết bị này ha, bán bộ luôn ha, ship toàn quốc. Có gì mọi người bán thì alo cho mình qua số điện thoại 0931 833 458 ha, để nó tiền phát. Ok, hôm qua lắp lâu nước, bây giờ test thử nguồn nước nha. Nước qua lọc 16 pm. Ok. Nước không qua lọc 173. Quá bẩn. Này là chưa qua lọc, này là qua lọc rồi ha.
Ok, bà con sử dụng nước lọc thì chú ý ha, có thể nước nó tốt, nước nó không tốt ha.